Một sự thật trần trụi về David Beckham, quý ông lịch lãm của bóng đá Anh, vừa được chính cựu thư ký Rebecca Lotz, kiêm bổ nhí của Best, hé mở với những chi tiết gây sốc về thói hám của lạ. Sinh năm 1977 tại Madrid, Tây Ban Nha, Rebecca Lotz có bố người Hà Lan và mẹ người gốc Anh. Trước khi đầu quân cho công ty quản lý toàn cầu SFX, Rebecca từng có thời làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ngay khi David Beckham chuyển từ MU sang Real ở mùa hè năm 2003. Rebecca được SFX bố trí làm trợ lý cá nhân cho Best với nhiệm vụ giúp cựu tiền vệ có lối chơi hào hoa, mau chóng ổn định cuộc sống tại Madrid. Vụ bê bối ngoại tình bắt đầu với việc Beckham bị phát hiện đi chơi đêm với một cô gái tóc nâu bí ẩn ở Madrid hồi tháng 9 năm 2003. Bóng hồng này sau đó được xác định chính là Rebecca Lotz, trợ lý riêng của cựu thủ quân đội tuyển Anh. Vào tháng 4 năm 2004, tờ News of the World của Anh đã đăng tải những bằng chứng cho thấy Beckham có mối quan hệ tình cảm với Rebecca. Lúc đó, Rebecca đã bị sa thải khỏi vị trí trợ lý của Best. Tờ News of the World đã trả Rebecca số tiền 350.000 bảng cho câu chuyện của cô. Trong đó, Rebecca cũng đề cập đến bí mật lên giường với Best 4 lần trong khoảng thời gian 4 tháng, kèm theo những tin nhắn họ gửi cho nhau. Cuối tháng đó, Rebecca đã thực hiện một cuộc phỏng vấn truyền hình trên kênh Sky News gây choáng váng với đông đảo người hâm mộ. Trong đó, cô cho biết họ đã ngủ cùng nhau lần đầu vào đêm họ bị phát hiện ở hộp đêm tại Madrid vào tháng 9 năm 2003. Tôi nghĩ phản ứng hóa học giữa David và tôi rất mạnh mẽ. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau khá say mê suốt chặng đường về khách sạn. Nó giống như nam châm vậy, thật tuyệt vời, Rebecca chia sẻ. Rebecca cũng cho biết cô không sợ gia đình Beckham đưa cô ra tòa. Có điều gì đó tôi biết về anh ấy ư, đó là một phần bí mật trên cơ thể Best mà tôi nghĩ chỉ những phụ nữ từng ngủ với anh ấy mới biết, Rebecca khẳng định. Vì vậy tôi nghĩ nếu họ muốn đưa tôi ra tòa, tôi có thể dễ dàng đứng lên và nói, chà. Trong một tuyên bố được The Guardian đăng tải vào thời điểm đó, Beckham đã phủ nhận mọi cáo buộc. Trong vài tháng qua, tôi đã quen với việc ngày càng đọc nhiều câu chuyện lố bịch về đời tư của mình. Những gì xuất hiện sáng nay chỉ là một ví dụ. Sự thật đơn giản là tôi đang có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc và có một người vợ tuyệt vời cùng những đứa con đáng yêu. Không bên thứ ba nào có thể khiến thay đổi điều này, Best nhấn mạnh. Ngay sau khi Rebecca lên tiếng, đã có thêm hai người phụ nữ cho biết họ cũng có quan hệ tình cảm với Best. Đầu tiên, người mẫu Sarah Mabes đã hé lộ vụ ngoại tình với Beckham vào tháng 7 năm 2001 khi ngôi sao bóng đá này đang ở Singapore cùng MU. Tiếp đó, một phụ nữ khác có tên Selina Lowry cũng tiết lộ về việc cô và Beckham đã có tình một đêm ở Đan Mạch vào tháng 8 năm 2002. Bẵng đi một thời gian, chủ đề này lại nóng lên khi Victoria mô tả câu chuyện Best bị cáo buộc ngoại tình là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của họ. Trong loạt phim tài liệu của Netflix gồm 4 phần về David Beckham, tại buổi ra mắt bộ phim ở London vào đầu tháng 10 vừa qua, Beckham cũng đề cập đến việc tin đồn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ với Victoria. Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi đã vượt qua được điều đó như thế nào, Best chia sẻ. Victoria là tất cả đối với tôi. Nhìn thấy cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu vì gia đình. Rebecca không hề biết vợ chồng Best đề cập đến mình trong buổi lễ ra mắt bộ phim tài liệu cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ một nhà báo Na Uy. Best đang tự làm mình thất vọng khi cố gắng trở thành nạn nhân và khiến tôi trông như kẻ nói dối. Anh ta làm tôi nhìn trông như thể tôi đã bịa ra những câu chuyện khủng khiếp này. Tôi mới là người khiến Victoria đau khổ, Rebecca uất ức nói. Nếu tôi im lặng, tôi sẽ bị coi là kẻ nói dối. Tôi cũng có một gia đình, tôi cũng có các con và chúng dễ dàng dùng Google để tìm kiếm bộ phim tài liệu đó. Tôi muốn chúng biết rằng mẹ chúng đã dũng cảm đứng lên chống lại những điều sai sự thật. Trong tâm trạng uất ức, Rebecca còn đề cập tới cảm giác bị tổn thương khi phát hiện Best trên giường với một người phụ nữ khác. Theo Rebecca, thời điểm xảy ra vụ việc là ở bữa tiệc tại nhà riêng huyền thoại người Brazil, Ronaldo vào ngày 22 tháng 9 năm 2003. Thật chua xót, Rebecca nhớ lại. Đó là đêm cay đắng với tôi dù đồ ăn rất tuyệt vời, xem một ban nhạc samba đến từ Brazil biểu diễn và rượu champagne hào hạng. Bỗng nhiên, Victoria gọi điện thoại di động cho tôi vì cô ấy gọi cho Best nhưng anh ta không trả lời. Tôi đã nói là tôi không biết anh ấy ở đâu, nhưng cô ta bảo đừng cúp máy, hãy đi tìm anh ấy. Tôi nói, được rồi, tôi vào nhà đi lên cầu thang và nhìn thấy hai vệ sĩ của Best ở ngoài cửa. Rebecca kể, cô đã nói với các vệ sĩ về việc vợ Best đang nghe điện thoại và một trong số họ đã nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ.
Qua khe cửa phòng ngủ, tôi nhìn thấy một người mẫu đang nằm trên giường. Khi vệ sĩ kia quay ra, Bess đi cùng anh ta với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi thực sự tức giận, chỉ nhìn Bess rồi đưa điện thoại cho anh ta và nói, vợ anh gọi đấy. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Beckham đã nói chuyện lặng lẽ với vợ trước khi trả lại điện thoại cho cô thư ký Rebecca. Tôi rất đau lòng, đó là một cảm giác khủng khiếp và tôi tự nghĩ mình đúng là đồ ngốc. Anh ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi, Rebecca chua chát nói. Sau nhiều sóng gió, Rebecca Lutz giờ đã trở thành huấn luyện viên yoga và thiền tại Na Uy. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng là một bác sĩ người Na Uy, Sanjita Saika, cả hai đã có với nhau hai mặt con. Mục tiêu của tôi đơn giản là trở thành một người mẹ tốt, đó là điều quan trọng nhất với tôi sau những biến cố đã xảy ra, tình cũ của Bess nhấn mạnh. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt!